Xin chào đại gia đình đến với kênh Mẹ Con Nhà Ly hôm nay. Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà ở Trung Quốc mà được giới chỉ Trung Quốc rất là ưa chuộng nha cả nhà. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho cả nhà cái món này. Món này gọi là chưa ăn mình nuốt nước miếng. Món này tiếng Trung gọi là hoa chả. Không biết mình nói có đúng không nữa do tiếng Trung mình không có giỏi á cả nhà. Đây, bây giờ mình sẽ khui ra cho cả nhà xem ha, để vào một bên. Đây. Chưa bao giờ ăn thử qua những cái món này nha cả nhà, mình chưa bao giờ ăn luôn. Thơm mùi tỏi nha cả nhà. Đây. Múc cho chén. Cả nhà thấy không? Cái món gì mà kỳ cục vậy trời, nhìn y như mấy con mắt cá vậy cả nhà ơi. Nè. Đâu rồi cái camera rồi nè. Đó, cái nhà coi. Thấy không? Mình cứ đổ nó ra. Nào coi. Có mùi thơm mùi tỏi. Nó có vị giống ngọt 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 mà nó mùi tỏi nhiều quá. Ở trong nó có cái gì vậy cả nhà con? Ăn lạ lắm, sực 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 kỳ vậy. Cái này nếu mà không bỏ tỏi nhiều là nó sẽ có mùi tanh nha cả nhà. Ngọt ngọt mặn mặn. Mùi tỏi rất là nồng. Mùi tỏi cực kỳ nồng luôn. Biết tả mùi vị làm sao cho cả nhà biết nữa. Nằm mà nó hơi mặn mặn, ăn với cơm ngon á. Còn cái này là món măng, măng mà muối. Món này thì mình ăn nhiều rồi. Tỏi này qua một bên. Mình lấy cái dĩa lên. Món măng này ngon lắm cả nhà. Chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn. Bạn nào đang ở Trung Quốc có một cái món này măng này gì ăn thử. Ăn chung với cơm ngon lắm.
Được không? Được chưa ba? Chưa ma? Chồng mình ở ngoài á. Cái này nó mặn. Mặn mà ngọt nhiều quá, bỏ đường quá trời luôn á. Đánh giá cái này 2 điểm. Còn với cái này giống nhau, bỏ qua một bên. Cái nhà biết gì không? Cua. Mình ở đây 3 năm chân lần đầu tiên mình mới được ăn mấy món này đó cả nhà. Thấy ăn nhiều rồi mà không biết nó có ngon hay không, không có dám mua. Nên mình sẵn bữa nay review cho cả nhà xem á, cho nên mình mua luôn. Lấy đũa mình gấp. Ủa, cả nhà coi con cua nè. Đó, cái nhà côi. Và để nguyên con vậy ăn luôn nha cả nhà. Nó mặn. Giống như bà kia. Rất giống bà kia luôn. Cái nhà đợi mình xíu mình xuống mình bế cơm lên ăn với mấy này nha cả nhà. Chứ ăn không một chút quá hả là uống một xô nước luôn á. Ăn thêm con nữa đã. Ngồi coi con cua nó không. Thấy không? Cái nhà đợi mình xíu, mình đi xuống bế cơm trắng lên ăn nè cả nhà. Mình bế cơm lên rồi nè, cái này phải ăn cơm với cơm, ăn với cơm, ăn không là không nổi đâu, mặn lắm. Nó cái vị của nó tương đương như ba khía vậy đó. Ây, leo xuống lầu lên mệt ăn miếng cơm. Ăn với cơm. Cái này nên ăn cơm. Món mấy mấy cái món này ăn với cơm trắng nha cả nhà. Vì nó có vị mặn. Nó có vị mặn giống hệt như ba khía luôn. Cũng có một ít độ chua. Nó coi bên trong nè. Đây là cua biển nha cả nhà. Mai mốt biết rồi, mai mốt mà thèm ba khía Việt Nam mua cái này ăn. Sẽ trộn thêm ớt, không cần thêm gia vị nữa, cực kỳ giống ba khía. Mang số 1.
Mình sẽ mở hết mấy cái hộp này cho cả nhà coi. Này đây đây, cả nhà xem. Đây là cũng là đồ hộp luôn nha cả nhà. Khui hộp. Wow. Cả nhà coi. Nè, cả nhà thấy không? Mực. Đố. Để mình ăn thử. Mực mà sắc gì là cả nhà. Ngon nha. Món mực còn ngon. Mực thì cũng có ngọt ngọt, giòn giòn, giòn giòn của cái hương vị mực á. Còn gia vị thì ướp cực kỳ dễ ăn, có một độ cay rất là nhẹ. Mấy món này ăn cơm lý tưởng à. Không có quá mặn. Chấm món này 8 điểm. Mình sẽ xù hết cho cả nhà xem. Thấy không? Cả nhà để này bên hông đây. Cả nhà thấy không hả? Này, cái này thấy không có thấy được cái ở bên trong. Khui tiếp. Để mình review cho cả nhà xem mà. Ý. Cái này cũng là mật luôn nha cả nhà. Mà cái này làm bạch tuộc. Bạch tuộc nhỏ. Cái gì này không có giống cái gì hồi nãy. Bạch tuộc mềm. Có cái hương vị y như là mình ăn ăn lẩu tứ xuyên của Trung Quốc đó cả nhà. Rất giống. Không mặn. Ăn miếng nữa. Ngon. Nhiều. Cái này coi. Nè. Mình ăn ít thôi để lỡ nó mặn sao. Giống cá hộp. Ngon. Miếng nữa. Cái này ngon à. Đây là cái hiệu mình ăn này cả nhà. Mấy bạn ở Trung Quốc ăn cái này nha. Món này ăn ngon lắm á. Rất giống hương vị của Việt Nam cả nhà. Ủa, lại là mực nữa. Mực trứng mùa hả? Mực trứng mùa hay gì toàn là mực không? Đây là mực.
Cái nhà coi. Mực ở trong có trứng nữa nhà ơi. Gì mà lắc tiêu á. Cái gì mà kêu cóc cóc vậy trời. Oh, đưa cả nhà coi cái này cả nhà. Cả nhà coi cái này cả nhà ngạc nhiên luôn nè. Biết gì không? Bào ngư. Bào ngư em bé. Nè. Bào ngư em bé cả nhà ơi. Để lên đây. Đừng đổ nha trời. Mình bóc tay nha. Có vị giống cái món mực đầu tiên. Gỡ đang sợ đổ quá. Nhưng mà mặn. Món này hơi mặn. Cái con này ngộ quá cái nhà, hay giống con mắt cáo à. Mà bỏ đường nhiều quá, đường với tỏi nhiều quá đâm ra cái mùi tỏi nó quá hăng. Chấm món này là không ngon nè. Biết rồi đó. Mày muốn mà mình thèm bà khí mình sẽ mua cái con này về ăn. Phải bỏ thêm ớt vô. Phải thiệt là cay. Nhưng mà cái vỏ của nó không cứng bằng cái vỏ của nó, mềm hơn vỏ ba khí này cả nhà, giòn hơn. Đây.
Hôm nay cả nhà mình cố ý review cho cả nhà xem những món ăn nhanh, đồ hộp bên Trung Quốc nó như thế nào, nó có hương vị như thế nào và giá cả nó như thế nào. Giá cả thì mình mua tổng cộng là 5 hộp như vậy là nó một combo của nó là tổng cộng là 35 tệ. 35 tệ chạy ra là 5 bao nhiêu? 100 mấy. 100 mấy tiền Việt Nam cho cả nhà dao động như vậy. Còn cái bịch măng này, măng này là mình mua có giá là 18 tệ. 18 tệ chạy ra 50 mấy ngàn tiền Việt Nam. Còn cái món này là khó ăn nhất. Cái mùi tỏi nhiều quá, ngọt quá mà lại mắc nhất, một hũ như vậy. Một hũ như vậy là 25 tệ cả nhà. 25 tệ. 25 tệ chạy ra là 70 mấy ngàn tiền Việt Nam mà khó ăn. Ba khía này cũng vậy, cũng 25 tệ một hũ, cũng bằng giá với lại cái món này luôn. Nhưng mà mình trong hai cái món này mình chấm nhất là ba khía cua. Món cua này ăn rất chống ba khía cả nhà. Mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp của kênh Mẹ Con Nhà Ly nha. Bye bye cả nhà.